Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng, mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, người ta thường nói có một công thức dẫn tới thành công được luôn áp dụng, gồm ba yếu tố, đó là kiên trì, kiên trì và kiên trì. Hay là nói đúng hơn, chỉ có kiên trì thì mới đạt đến thành công. Thành công không đến với ai chỉ nỗ lực một hay vài lần, mà nhất định phải kiên trì trước những thất bại. Mỗi lần thất bại là thêm một bước tiến tới thành công. Quan trọng là chúng ta phải biết vượt lên chính mình và không bao giờ được bỏ cuộc. Bởi vì người chiến thắng thì không bao giờ bỏ cuộc, và người bỏ cuộc thì không bao giờ chiến thắng. Một nhát rìu chặt vào thân cây cổ thụ chỉ tạo ra một vết chém cạn, không hề hấn gì. Nhưng mà nhiều nhát rìu nối tiếp nhau liên tục trong thời gian dài sẽ đốn ngã bất cứ cây cổ thụ cao lớn nào. Trong thiên nhiên cũng vậy, những hạt mưa mềm mại rơi xuống suốt một giờ trên mặt đất này chưa thể làm được gì lớn lao. Nhưng mà nếu mưa cứ kiên trì rơi xuống những rặng núi đá vôi suốt hàng triệu năm thì có thể làm nên những kỳ tích vĩ đại. Đó là trường hợp đã xảy ra tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Khi mà nước mưa xói mòn những rặng núi đá vôi và đã tạo nên hơn 300 hang động tuyệt vời, đẹp như chốn Bồng Lai tiên cảnh. Những minh họa trên đây chứng tỏ rằng những cố gắng của chúng ta dù rất nhỏ bé, nhưng nếu được thực hiện một cách kiên trì thì chắc chắn sẽ đem lại thành quả như lòng mong ước. Trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy, nếu chúng ta biết kiên trì cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận được điều chúng ta nhẫn nại cầu xin. Tin mừng hôm nay Chúa dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn không được nản chí. Như Môi-sen quỳ giang tay suốt ngày cầu nguyện cho dân Do Thái thắng trận như trong bài đọc 1. Như bà quá suốt bao ngày tháng cầu xin quan tòa minh xét cho bà như trong bài tin mừng. Rồi như Thánh Monica ròng rã 17 năm trường cầu nguyện cho người con là Augustino trở lại. Cuối cùng tất cả đã thành công. Chúng ta hãy cầu nguyện liên tục và bền chí như vậy, không hề nhàm chán, cả khi xem ra Chúa ngoảnh mặt làm ngơ. Xin hãy minh oan cho tôi, xin hãy minh oan cho tôi. Tiếng kêu của bà quá trong bài tin mừng hôm nay cũng là tiếng kêu não nuột của Abile trước lưỡi gươm oan nghiệt của người anh mình là Cain. Đó cũng là tiếng gào thét của hàng vạn người ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An đang cầu cứu, được cứu trợ
sau những vụ cá chết hàng loạt. Đó cũng là tiếng kêu chưa thành tiếng của những thai nhi chưa kịp mở mắt chào đời tại các trung tâm phá thai, vân vân. Ông quan tòa trong tin mừng hôm nay tuy ngang ngược, chẳng kính sợ Thiên Chúa, coi thường mọi người. Tuy nhiên vì bà quá cứ kêu nài mãi, cho nên cuối cùng ông quan tòa nghĩ lại: cái mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Kết luận của Chúa Giêsu thật rõ ràng: nếu như một vị thẩm phán bất lương còn phải thua trước sự kiên trì của một bà quá vô danh, thì Thiên Chúa là Cha nhân ái lẽ nào lại chẳng mau chóng đáp lời cầu xin của chúng ta là những người con đã được cứu chuộc bằng chính máu thánh của Con Ngài sao? Qua dụ ngôn trong phúc âm hôm nay, Chúa hứa đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng mà là theo đường lối của Chúa. Bao giờ Chúa mới ban ơn chúng ta không biết được, Chúa ban ơn bằng cách nào ta cũng không biết, nhưng mà chúng ta phải đặt tin tưởng phó thác vào Chúa. Có đôi khi chúng ta xin ơn này mà Chúa lại ban ơn khác, khiến cho người ta không ý thức được là Chúa đã ban ơn. Có khi chúng ta không nhận được điều chúng ta cầu xin vì Thiên Chúa thấy điều đó không mang lại ích lợi cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúa Nhật 29 thường niên hôm nay, cả giáo hội đã đi hết nửa tháng 10. Tháng 10 gắn liền với chuỗi mân côi. Chính vì thế mà tinh thần cầu nguyện vốn đã được đề cao lại càng được nhắc nhở thường xuyên trong tháng 10 này. Trong tháng mân côi, chúng ta có mẫu gương tuyệt vời về việc cầu nguyện, đó là Đức Maria. Mẹ Maria là một phụ nữ cầu nguyện. Mẹ âm thầm chấp nhận thánh ý Chúa, có khi không hiểu hết ý Chúa, nhưng mà đã đón nhận tất cả bằng cả một đời thầm lặng bên Con mình. Không ồn ào, không khoa trương, mẹ đã chiêm ngắm Con Thiên Chúa từ khi người chưa nhập thể đến lúc người con đó về với Chúa Cha. Sự chiêm ngắm đó đã làm cho đức tin nơi mẹ ngày một sâu lắng. Lời nhắc nhở về việc chuyên chăm cầu nguyện của cả giáo hội trong tháng 10 luôn liên kết với niềm tin, với lòng mến, với sự phó thác vào ơn hiệu nghiệm của chuỗi mân côi. Xin mẹ bầu chữa cứu giúp chúng ta trong cơn nguy khốn, và xin mẹ giúp chúng ta hằng cầu nguyện luôn đừng nản lòng noi gương của mẹ.